18 thì gần khoảng tháng 2 sau Tết đó, thì mẹ mình rất là mệt mỏi và cái mỡ máu mẹ rất là cao khoảng 7 chấm. Bà thường xuyên mệt giấc 2-3 giờ khuya và là mình thấy mẹ mình bất ổn, sau đó mình mới tìm hiểu là phải có dùng một cái gì đó cho mẹ. Tại vì mẹ đi thành phố thì mẹ lại không dám, sợ dịch không dám đi nữa rồi, nên mình tìm hiểu thì được bác sĩ Dũng và chị Hương chia sẻ sản phẩm tế bào gốc, mình cực kỳ tin là ngay. Và anh bác sĩ Dũng đưa cho mình 2 hộp, mình nói để về mình dùng và mẹ mình dùng luôn, rồi mình theo dõi, mình chăm sóc cho mẹ. Thì dùng em thì dùng 3 gói thì có truyền được cho mẹ là 3 gói là mẹ càng ngay, là mẹ là đau thắt lưng rồi mất ngủ, rồi xong mình qua mình động viên mẹ, nói mẹ cố gắng có 3 ngày đầu thải đỡ hơn mẹ chịu những cơn đau trong bệnh viện mà mẹ đã mổ cái lưỡi mẹ đó, mẹ cố gắng đi, con cũng đang dùng với mẹ nè. Thì mẹ mình tin tưởng mình và mẹ mình dùng đúng 3 ngày sau là mẹ cải thiện sức khỏe từng ngày, và đến đến bây giờ đó, thì mẹ mình rất là mỗi buổi sáng là mẹ dùng một gói trà rất là đều đặn mỗi ngày luôn, mà cảm thấy mẹ hồi phục sức khỏe từng ngày, là mẹ ngủ ngon hơn. Sau đó mình mới thấy sản phẩm tuyệt vời quá, mình chia sẻ cho người chị mình cũng đang có vấn đề là chị bị nang dưới hôm trước, chị có tiền mình về tiếng chú mình cho chị mình là chị mình cải thiện, chị mình khỏe khoắn hơn, và siêu âm thì chị mình thấy là cái nang nó không có còn. Mình chia sẻ cho một người mợ mình nữa là bị sỏi túi mật, bị sỏi thận, thì mợ nói chắc kỳ này là mợ mổ, thì mình mới nói là Út cứ tin dùng đi 50-50 rồi có thể trúng thì Út không phải mổ những cơn đau đớn sau Út, thì Út tin tưởng mình. Út dùng thì đến hộp thứ 5 thì siêu âm lại, lúc đầu là cái sỏi sỏi là khoảng 6 ly, khi mà uống được 4 hộp á, thì siêu âm lại chỉ còn có 4 ly. Thì bác sĩ mới hỏi là chị dùng cái gì mà giảm ly vậy, thì chị tiếp tục dùng nữa đi. Bác sĩ theo hỏi hoài mà Út thì chưa 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 trả lời, thì con em mới nói Út thì Út cứ trả lời đi để giúp cho nhiều người. Út nói tháng sau thì Út sẽ chia sẻ cho mọi người, và đến nay thì mình sẽ đã giúp hơn 6 bệnh nhân cải thiện sức khỏe. Mình cũng xin cảm ơn là chị Hiền, anh Dũng đã chia sẻ một dòng sản phẩm tuyệt vời mà mình ao ước tìm để cải thiện cho mẹ mình. Cũng xin cảm ơn chị Ánh Nguyệt, em Hiền đã động viên và đỡ trên cái bước đường mình đã giúp bệnh nhân á, thì mình cũng có gặp phải một số vấn đề thì mình mấy anh chị đã động viên mình. Cảm ơn giám đốc Ngọc Mỹ, thầy Hồng Tâm đã có những bài giảng rất là tuyệt vời đã giúp cho mình có thêm động lực để mình tiếp tục cống hiến và làm việc. Xin cảm ơn các anh chị đã cố gắng lắng nghe. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ kết quả của chị Diễm Thúy. Cả nhà chúng ta hãy gửi cho chị Diễm Thúy thật nhiều trái tim đi ạ. Vâng, chính nhờ chị đón nhận được dòng sản phẩm tuyệt vời Multichoose mà đã giúp cho bản thân chị đã cải thiện được cái vấn đề là rối loạn tiền đình, và đặc biệt là mẹ của chị chia sẻ là mẹ của chị là bị ca lưỡi và đã cắt hết 1/4 rồi đúng không ạ? Rồi mỡ máu cao nữa. Mà ngày hôm nay là mẹ của chị sau khi dùng sản phẩm Multichoose thì ngày hôm nay rất là khỏe, và bên cạnh đó chị còn giúp nhiều nhiều bệnh nhân của chị là cũng cải thiện được nhiều vấn đề, giống như là chị của chị hay là bệnh nhân gì đó lúc nãy mà Hiếu nghe nó mạng nó bị đứt nghe không rõ, đó là chị bị nang tiếng vú đúng không ạ? Và ngày hôm nay cũng đã cải thiện được rất tốt rồi. Vâng, đó là những cái kết quả rất là tuyệt vời. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn phần giao lưu và chia sẻ kết quả của chị ý. Và tiếp theo